Alo. Xin chào nha. Bạn thông mình lâu quá mới ghé lại nha. Rồi, thôi mời vô nhà chơi. Vậy hôm nay là chở người yêu đi vô Ban Thiết hả? Rồi, bắt tay. Rồi, vô bàn ngồi. Biết biết bạn thân là vô là mình chuẩn bị cà phê rồi luôn nha, chứ không phải chuẩn bị gà vịt nha. Rồi, chào anh em nha, chào anh em. Rồi, chào, mình ghi lại hình ảnh Thông có ghé lại nhà Quang Đẩu Thông lâu quá rồi. Có những cái đợt mà sinh hoạt rồi Đà Lạt rồi Phú Yên rồi mình cũng đâu đi được đâu, kẹt dính cái nhà nghỉ rồi tôi thua bó tay. Nhưng mà cũng có lúc là có thể ghé thăm anh em mình. Bây giờ là mình với Thông cũng ngồi nói với tán nhóc chơi một tí. Rồi. Đây, các bạn thấy không? Cà phê Quang Đẩu cũng để sẵn này. Cái mặt bạn Thông nè. Còn cái mặt của ông Quang Đẩu rồi. Bữa nay rụng răng hết rồi. Rụng răng hả nè. Đó. Nói chung là năm nay là sáu mấy rồi. Cho nên anh em mình nói chung là cũng chưa có riêng Quang Đẩu rồi chưa gặp anh em mình lần nào hết rồi, ngay cả anh em ở Bình Thuận các cái đơn vị rồi trước là mình là coi như là đã gần gũi với nhau cũng chăm lệ chăm gần không rồi, bữa nay coi như là tá lạ hết rồi anh em mà mỗi người mỗi nơi rồi. Thôi giờ cũng báo cáo với anh em mình thì hôm nay là Thông cũng ghé lại thăm mình, đi chở bồ đi đám cưới ở Phan Thiết. Thì thôi coi như cũng hai đêm gửi lời thăm chúc sức khỏe các anh em mình và gia đình vui vẻ, đến khi nào đó rồi mình sẽ hứa sẽ gặp anh em mình một lúc nào đó ở địa điểm nào cũng chưa biết. Rồi xin chào các anh em mình nha. Rồi, bye bye.